Xin chào toàn thể anh em Chào mừng anh em cũng đã quay trở lại với Thế Anh Audio Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay dọn kho Bên em dọn kho có một đôi loa nát này Để rất là lâu rồi Đấy Và ngày hôm nay sẽ thanh lý luôn cho anh em Thanh lý giá cực kỳ là sốc Chưa đến một triệu đồng đôi loa này Để anh em có cơ hội sở hữu những dòng loa chất lượng hàng bãi nhá Thì anh em theo dõi video ủng hộ Thế Anh Audio Hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh Và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ bên em cũng sẽ tiếp tục làm các video để thanh lý xả hàng vang đẩy mic và đặc biệt những cái chiếc loa này Nó full 30 hoặc là những chiếc đẩy bên em sẽ tiếp tục dọn kho và thanh lý cho em giá rất là sốc bên em cam kết là sẽ không sửa chữa những hàng như thế này sẽ thanh lý giá cực kỳ rẻ để có bác mua về sửa chữa một chút rồi sau đó anh em chơi giá rất là rẻ chỉ vài trăm nghìn thôi đấy anh em nhớ nhá like video đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận ngay được thông báo khi bên em lên video ạ thì đây em xin giới thiệu cho anh em này giới thiệu cho anh em đây một đôi loa lát hàng cũng còn tương đối là đẹp để trong kho lâu ngày chưa vệ sinh gì cả nhưng rất là đẹp con này sử dụng một bát 20 năm và bốn chép đấy một bát 25 và bốn chép hai bát 25 cực kỳ là chất lượng đây anh em thấy nhá bát là sẽ đến từ thương hiệu lát luôn hàng còn cam kết nguyên zin cho anh em và sẽ là đẹp tương đối đây cụ rất là to anh em thấy cụ rất là to gọi đấy màng loa đây sẽ quay cho anh em nhá đấy màng loa đây, em nhìn đây, nhìn rất là chi tiết, rất là đẹp cho anh em nhé màng loa đây. Để lâu rồi nó chỉ cũ thôi, chứ còn màng loa rất là đẹp nữa, anh em nhé Đây những cái gân loa rất là đẹp. Đấy anh em ạ. Chép bốn chép thì con này có chép thì bị móp này một chút, có chép thì không. Đấy nhưng con này thì bốn chép đã mất bốn chép đều móp này, con này thì không bị, con này còn e căng thì không bị. Đấy. Rất là đẹp cho anh em nhá. Một dòng loa này đánh gia đình cam kết anh em tiếng cực kỳ hay, dòng loa nát này tiếng cực kỳ là hay cho anh em đấy và cụ thể tình trạng con loa này như này em sẽ báo luôn cho anh em này con loa này e căng của nó vẫn còn nguyên con này sẽ mất e căng đấy, mất e căng nhá và tất cả chức năng hoạt động bình thường trừ có hai mỗi hai chép bên cạnh của cái loa này mất chép này em này chép nó không ra tiếng đấy, còn đâu hai chép này vẫn hoạt động bình thường riêng loa này hoạt động bình thường cho anh em và ngày hôm nay sẽ thanh lý xả cho anh em một giá mức giá rất là thấp nhá mức giá để anh em mua về, chỉ việc thay chép hoặc là ấy, mua cái chép rời, rất là rẻ, anh em lắp vào dàn âm thanh karaoke gia đình rất là ok nhá, rất là rẻ cho anh em. Đấy thì anh em nhớ, anh em nào em chỉ ưu đãi cho các bác nào một like video, đăng ký kênh. Đấy, like video, đăng ký kênh và nhấn chuông. Khi anh em lên ngay video thì anh em nhận được thông báo và chốt hàng. Đấy anh em nhớ nhá, like video và đăng ký kênh là điều kiện ki kiên quyết để em sẽ xả cho anh em giá con này. Đấy, một con đôi na lát hàng rất là chất lượng. Những đôi na này nếu mà anh em mua ngoài thị trường đấy, nếu mà còn ngon ngon này, đẹp như thế này và còn chạy hoạt động ngon này ít nhất cũng phải 3 triệu rưỡi. Đấy và ngày hôm nay nhá, chỉ một con duy nhất em báo lại tình trạng cho em. Đấy, con này mất e căng này, đấy mặt mặt e căng trước sẽ bị mất này và hai chép bên này bị không ra tiếng, bị cháy chép rồi. Đấy, còn hai bên chép bên kia vẫn hoạt động bình thường và riêng loa này hoạt động bình thường. Đấy sẽ bán cho em một mức giá chỉ 900 000 nghìn Ok chưa ạ? Chỉ 900 nghìn thôi Anh em mua hàng nhắn tin Đấy, cú pháp của em sẽ là nhắn tin đến số thoại Hoặc nhắn tin đến Zalo em nhé Nhắn tin số thoại Chốt loa nát Hoặc là chốt loa 900 Kèm số điện thoại cho em Đấy, em sẽ gửi số tài khoản anh em Vui lòng chuyển khoản cho em Bên em sẽ không bao ship cho anh em Đấy, em nhận chuyển khoản Không nhận COD Đấy, lưu ý cho anh em nhé Những dòng loa này thanh lý giá rất là rẻ rồi thì anh em đầu tiên cái đầu tiên anh em phải like video đăng ký kênh sau đó là chuyển khoản cho bên em bên em chỉ nhận chuyển khoản không nhận COD chỉ 900.000 nghìn hoa này thôi giá rất là sốc cho anh em nhá giá cực kỳ là sốc chỉ có một đôi duy nhất nhiều rất là nhiều bác có nhắn tin hỏi còn nó không hay không thì em lưu ý nhá chỉ còn một duy nhất anh em có thể nhắn tin đến số điện thoại hoặc là nhắn tin đến zalo chốt loa nát chín hoặc là chốt loa 900 kèm số điện thoại bên em sẽ nhắn tin lại anh nào anh em nào nhắn tin sớm nhất bên em sẽ nhắn tin lại cho anh em đấy anh em nhớ like video đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ thế anh audio ạ xin cảm ơn anh em